Thưa quý vị và các bạn, đất trời giao hòa, thời tiết cũng chiều lòng người. Tối qua, đông đảo người dân Thanh Hóa cùng với cả nước đã hân hoan, phấn khởi chờ đón khoảnh khắc giao thừa, mang theo nhiều hy vọng về một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa về không khí chào đón năm Giáp Thìn năm 2024 tại thành phố Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ngay từ đầu giờ tối, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung tại đây để cùng chờ đón thưởng thức chương trình nghệ thuật chào xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng đất nước quê hương đổi mới, thể hiện niềm tin, sự hứng khởi và những kỳ vọng về tương lai tốt lành, no ấm, an vui trong mùa xuân mới. Chào đón xuân Giáp Thìn 2024, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hai điểm bắn pháo hoa gồm thành phố Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn. Nhà nhà, người người đều đang hướng về thời khắc giao thừa với nhiều kỳ vọng cho bản thân, gia đình và cộng đồng về một năm mới khang thịnh, vững vàng tiến bước trên con đường phát triển. Em có một phần khá là hồi hộp khi mà chuẩn bị bước sang năm mới. Trong năm mới này thì em có hai mong ước. Thứ nhất là bản thân mình và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Thứ hai là công việc luôn luôn thuận lợi. Trước bước sang năm mới thì mình chúc cho mong muốn là mình là sức khỏe, trước tiên là sức khỏe trước. Sau đó là công việc, nó thuận lợi, mùa thuận gió hòa. Và chúc cho mọi người Việt Nam, đặc biệt là Thanh Hóa mình, dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân. Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2023 là hành trang vững chắc để Thanh Hóa bước vào xuân mới với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn, hiệu quả để đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững để cùng với cả nước hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường và tự chủ.